phải chăng đã cũng thất tình hòa niềm đau với ta. Có chị gió bay ngang qua khẽ nhẹ vuốt mắt tâm hồn mình, này cậu trai thất tình buồn làm chi hỡi em. Có giọt nước rơi trên mi khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng, hình như nước cũng biết rằng nàng đã xa cách ta. Ôi giọt nước đau thương kia ơi, chớ vội khóc khiến ta thêm buồn, vì ta cũng đã biết rằng nàng đã xa cách ta. Khi người lỡ quay lưng xa đi, dẫu còn chút vẫn vương trong lòng, thì người yêu ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta. Ta ôm một chút đau thương thôi, dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn, vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta. Còn chút vẫn vương trong lòng, thì người yêu ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta. Ta ôm một chút đau thương thôi, dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn, vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta. Vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta. Xin chào các bạn. Các bạn vừa nghe xong bản Hòn Đá Cô Đơn. Và cái bài này nó là một cái bài bứt phá của cá nhân mình ngày xưa, tức là hồi lớp 4 thì mình có học sao trúc, sau đó đến lớp 5 nghe cái bài Hòn Đá Cô Đơn thì mình bỏ luôn sao trúc rồi và mình đã học sang guitar. Vì vậy hôm nay mình muốn dạy cho các bạn một bài hát này rất là hay, cũng là một bài hit của những thế hệ 8x và 9x đời đầu. Mong các bạn hãy theo dõi. Rồi, bài hát này thầy sẽ chia làm 3 phần. Phần thứ nhất bao gồm intro và đoạn đệm đầu. Khó nhất của cái phần này đó là kỹ thuật hammer on. Hammer bằng ngón út. Nếu bạn nào chưa biết về hammer on, hãy xem bài giảng ở phần hiển thị thêm. Câu thứ 2. Câu thứ 3. Câu thứ 4 chúng ta sử dụng kỹ thuật pull off, dùng ngón trỏ để miết ra.
Thầy sẽ xem mẫu phần 1. Phần thứ hai. Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình? Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta? Phần này thì khá giống với cả phần đầu, chỉ khác nhau ở đoạn cuối thôi, các bạn chú ý. Tiếp theo chúng ta sử dụng hợp âm re thứ bảy. Đây là một hợp âm chặn, dùng ngón trỏ chặn dây 2 và dây 1 một lúc. Thầy sẽ chơi mẫu phần 2. Phần cuối là phần outro. Vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta. Bạn giải hợp âm F từ dây 6 xuống dây 1. Câu tiếp theo. Giải hợp âm đô trưởng. Thầy sẽ chơi mẫu lại đoạn này một lần. Chúc các bạn tập bài Hòn Đá Cô Đơn thật tốt. Và nếu các bạn thấy bài giảng bổ ích, hãy like và share và sub kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.